Mình cố lên mình. Cố lên một tí, sắp về đến nhà rồi. Ơ kìa, cẩn thận không ngã vợ nào. Cẩn thận ngã ngay, cẩn thận đấy. Ôi trời ơi. Cố gắng lên. Mệt lắm. Trời ơi. Hôm nay đi, làm trời thì nắng. Cả ngày ôi kìa ngã em. Ngã em. Thôi ok. Thôi được rồi. Kìa cẩn thận. Ngã. Cẩn thận nhá. Thôi được rồi. Nghỉ đây một tí đã. Ôi giời ơi, cái thân tôi có khác gì thân trâu thân ngựa không? Thôi, kéo vợ có một tí mà trâu mới chả ngựa. Khổ thân quá, tôi đi vào quán uống nước đi. Đi vào đây. Ở đây có quán à? Có, quán đây rồi. Thế đành vào vậy. Vào đây. Kéo vợ có một tí thôi mà kêu mẹ. Mình ngồi xuống đây mình ơi. Ôi ôi. Xong nóng thế mình ơi. Hình như tôi bị cảm nắng thì phải. Ôi dồi ôi, tôi chết. Mình bị cảm nắng à? Thôi, bây giờ thế này nhá. Mình ngồi ở đây uống nước để cho nó hạ hỏa xuống đã nhá. Thế xong đó em tự đi vào một mình nhá. Kéo cái xe về nhá. Em tự kéo xe về nhá. Này cháu ơi, lấy nước cho chú uống nhá. Mình ăn kẹo lạc hay là kẹo dồi? Thôi mình cứ về đi. Thế chú ăn gì thì lấy cho chú nhá. Xong cứ cộng vào rồi cô ra cô trả tiền nhá. Mình ơi, mình ngồi đây nhá. Mình gọn vào. Mình gọn vào để em tự kéo xe em đi nào. Mình mình ngồi. Úi dồi ôi. Con mời chú uống nước ạ. Sao lại là chú? Lúc nãy con thấy chú bị cảm nắng cơ mà. Cảm nắng là cảm nắng em ấy. Chú cẩn thận đấy, cô nhà đánh cho một trận như tử đấy. Cô nhà là cô nhà thế nào? Nước của em ngon đáo để. Kẹo lạc. Anh là anh cứ thích hưởng lạc. Đưa anh bóc này xinh thế nhỉ, mềm thế nhỉ. Quán vắng ngoài đồng thế này, làm sao người ta cầm tay lại cứ rụt lại. Mà này, anh bảo này. Dạ. Thì bán nước ở đây ngày được mấy xu? Cũng đủ ăn thôi chú ạ. Sao lại là chú? Em ơi, đừng gọi anh là chú. Cẩn thận không chị nhà đánh cho một trận như tử ra đấy. Sợ gì chị? Vớ vẩn á, hỗn á, anh tấm cổ đóng cửa luôn. Chị nhà đến rồi kia kìa. Đó. Sao bảo không sợ? Làm sao mà lại trắng mà mịn thế? Mà gọi mình là chú là sao nhỉ? Thì bước đầu cứ chú đi. Lắm cơ. Mình ơi, mình làm sao thế? Làm sao? Ôi dồi, sốt quá mình ơi. Mình làm sao thế? Tôi vẫn bị cảm nắng từ ngoài đồng. Đấy, em đã nói rồi mà. Làm cái gì cũng phải giữ gìn sức khỏe chứ. Chiều nay là em đã thấy mình ấm đầu rồi đấy. Làm thế thì chết. Đâu, làm sao mai ra được ngoài đồng nhỉ? Em bảo đây, bây giờ em đi nấu nồi cháo hành, cho thật nhiều lá tía tô vào cho mình ăn nhá. Tía tô? Sợ mùi tía tô lắm rồi. Thế thì ăn cháo gì? Bây giờ hay là ăn cơm? Cơm á? Cơm thì làm gì có sức để ra ngoài đồng. Rồi, em biết thừa đi rồi. Biết thế nào? Mình á, mình là mình thích ăn cháo gà đúng không? Mà cháo gà là cháo gà cả con đúng không? Thế thì mới có sức mai ra ngoài đồng được chứ. Này, con gà nó đang ấp đi. Em phải bắt thịt nấu cháo cho mình ăn. Ôi chết, thế thịt chưa? Thịt rồi. Thịt rồi thì đành ăn vậy nhá. Thôi, lần sau là không được thế đâu. Biết nhá. Rồi, nằm đây nhá. Em đi lấy cháo cho mình ăn thôi. Ôi trời, thương lắm thôi. Ăn có sức khỏe nhá. Thương quá cơ. Ngày xưa thì trông trẻ mà nhịn thế, trắng thế. Bây giờ thì nhăn nheo, trông như cái miếng thịt trâu già dai ngoách, rõ chán.
Mang cháo lên nhanh nhá. Quái gì? Có mỗi đứa con mà lúc nào cũng như cái chợ vỡ này nữa. Ngậm mồm ngay. Tại sao đánh nó? Tại sao đánh nó cái gì? Này, nó cũng là con của tôi đấy. Tại sao đánh nó? Vì nó quá hư nhá. Tôi phải dạy cho nó một trận nhá. Okay. Trẻ con đứa nào không hư hả? Trẻ con đứa nào cũng cần phải dạy bảo. Nhưng mà cái cách dạy bảo ấy, đấy mới là người lớn có hiểu biết hay không. Hiểu chưa? Động một cái roi vọt, động một cái roi vọt. Sau này cũng cái tính hung bạo này nó áp dụng vào thì làm nào. Thế nhưng mà nó hư lắm, tôi phải dạy nó, mình hiểu chưa? Nó hư thế nào, nó hư làm sao? Đây, mình nghe tôi nói đây. Tôi nấu một nồi cháo rất là ngon lành. Được, nồi cháo ngon. Bên trong có một con gà vừa mới ấp. Nhờ? Con gà đang ấp. Tôi mới xé từng miếng một ra, tôi mới cho vào cái nồi cháo. Ngon. Thế mà nó đái vào. Cái gì? Mình vừa ấy bảo cái gì? Nó đái vào nồi cháo. Nó đái vào nồi cháo? Phải. Mày đái vào nồi cháo à? Vâng, thế thì khác gì mày đái vào mồm bố mày hả? Bảo lấy tôi con roi. Lấy tôi cái roi, hôm nay thằng này chết rồi. Cái roi đâu rồi? Lại còn bênh con hả? Lại bênh con này. Lại bênh con này. Đi vào đây. Ui giời, vào đây. Ui giời ơi. Nhỏ nhỏ cái mồm thôi. Nhà ngươi đây. Đi vào đây. Hến ơi, anh xin hến. Làm gì mà hến cứ làm toáng lên thế? Không toáng lên thì sao? Bà con chòm xóm người ta nghe thấy, người ta cười cho. Tôi cứ thích làm toáng lên đấy. Làm toáng lên để cho tất cả mọi người cùng biết đấy. Thôi, giờ đi chạy làng đây này. Thôi, nhỏ cái mồm thôi. Nói thật với hến chứ, hôm nay anh say, anh có biết gì đâu, mới đi qua đầu giường làm sao mà động được. Úi giời ơi này, tôi nói cho anh biết nhá. Thế sao cái lúc anh hủ hỉ hù hì với tôi, anh không nói là anh có biết gì đâu. Sao anh nói là hãy tin anh đi. Bây giờ lại bảo là anh có biết gì đâu. Rồi nhá. Tí thầy lang ra, thầy khám cho, nếu như mà có bầu thì anh sẽ chăm lo cho mẹ con nhà hến. Chả chăm lo thì sao? Này, tôi nói cho anh biết nhá, không phải anh chăm lo cho tôi là đủ đâu. Anh về nhà, anh nói chuyện với thầy mua anh, mang chầu, mang cau ra hỏi cưới tôi đằng ngoài, chứ tôi chả theo không thế đâu. Rồi, hỏi cưới, nhỏ cái mồm thôi. Tí thầy lang ra thầy khám, nếu như hến có bầu thì anh sẽ cho tiền, anh cúng vàng cho hến, rồi bảo thầy mẹ sang hỏi hến làm vợ nhá. Nhỏ cái mồm thôi, không dân làng người ta nghe thấy. Hến là hến không cần tiền, hến là hến chỉ cần bố cho con hến thôi. Rồi, đây thầy ra rồi đây này. Dạ. Có cái gì mà ầm ĩ thế? Như có cái con quèn quẹt nó kêu ở đầu ngõ ấy. Dạ, có việc nhờ thầy ạ. Thầy khám cho em hến nhà con xem có phải là cây đã kết trái rồi không ạ? Được, ta hiểu. Nhìn khách thế này rõ là sang trọng. Hôm nay rồng lại đến nhà tôm. Chậm chút nữa thì tôi lại phải đi xuống xóm rồng rồi. Rồi, đỡ. Cứ nhẹ nhàng thôi. Nào, thế bây giờ bệnh tật nó như thế nào nhỉ? Bệnh tật làm sao? Thầy khám cho em hến có phải có bầu không ạ? Hãy để tay lên đây. Trái tay, này tay phải. Tay này là tay phải. Thầy sờ em nhé. Xem nào. Mạch nhanh, ấm. Vậy chắc chắn đã mãn nguyệt khoảng 6 tuần rồi. Đấy!
thấy chưa, tôi đã nói rồi mà. Chỉ khoảng 6-7 tháng nữa là hạ sinh. Còn cậu ấm hay là cô chiêu thì tôi chịu. Dạ. Này, nhớ về nhé, ăn uống điều độ, không làm việc nặng. Dạ. Cái thai tốt lắm. Thầy có nhầm không ạ? Sao lại lạ thế nhỉ? Lạ nhỉ? Khi mà người ta thấy người phụ nữ sắp khai hoa, cái người đàn ông phải mừng vui tột độ. Ha, cái ngữ ở đâu mà cứ thấy người phụ nữ người ta bụng mang dạ chửa một cái là đã cứ ngoay ngoải là sao? Dạ. Con rửa mặt. Mợ, hến cứ bình tĩnh. Dạ em thưa thầy là em vui lắm. Nhưng mà thật sự là em không tin được cái đợt vừa rồi mà sức khỏe như thế mà lại có con được. Lạ thế này. Nhỉ? Đứng dậy. Anh kia ngồi xuống đây. Tôi khám cho anh xem như thế nào. Vâng, thầy. Có tin tưởng không? Thầy. Không tin tưởng đi thầy khác. Vâng, tin thầy ạ. Trai tay trái, gái tay phải. Dạ vâng ạ. Tay trái hay tay phải? Đưa đi. Còn không biết là trai hay gái nữa cơ. Sao hả thầy? Lòng trắng nhiều hơn lòng đen à? Âm thịnh dương suy. Dạng này là vô sinh. Vô sinh. Vô sinh ạ. Này, cậu thế là có căn đấy. Đi tìm cái cửa đèn nhá. Thầy khám lại cho có chắc là em vô sinh không ạ? Chuẩn rồi. Có căn đấy, đi tìm cửa đèn là cô thương. Đừng nghĩ chuyện sinh nở nhá. Không sinh nở được. Em vô sinh nhở? Vô sinh, cái này không phải của tôi. Này, giả tiền thầy khám đi nhé. Ôi giời ơi, thầy hỏng hết cơ mạo của Hến rồi. Thôi, Hến. Nghe này, bé cái mồm thôi. Chứ không hàng xóm người ta nghe thấy, người ta lại nghĩ là nàng đến ăn vạ ta. Thì phải làm thế nào? Bây giờ mãi mới lừa được một thằng đến đây. Bây giờ lại bảo nó vô sinh. Thì phải làm thế nào bây giờ? Thế bây giờ con ấy là con của ai? Có chọn thằng nào thì ít nhất nó cũng phải rậm râu sâu mắt như ta. Sau này nó mà ra thằng cu, nó lớn lên, nó có tí râu. Nó giống cha thì dân làng đỡ dị nghị. Đúng rồi. Cả cái làng này Hến mắt vạ hết rồi thì còn có mình thầy rồi đấy. Thì đi tìm nữa đi nhá. Nhưng mà Hến nói trước nhá, lần này ấy mà Hến tìm không được nữa, thầy mà vẫn còn phán vô sinh nữa, Hến đẻ con ra Hến mang hết cả đến đây cho thầy nuôi đấy. Được nhá. Này, cá vào ao ta là ta được. Thế là hai mẹ con về nhé. Nỡm ạ. Yêu lắm đấy. Mình ơi, mình ra tôi kể ra chuyện này vui lắm. Ông có chuyện gì mà ông vui thế? Để tôi kể cho mình nghe nha. Cái hôm mà làng mở tiệc, cái con Hến ấy không hiểu nó lang chạ ở đâu, nó có bầu, nó lại đổ vấy cho tôi. Mà hôm đấy tôi say, tôi có biết cái gì đâu. Thế là ông lang chạ với con Hến đúng không? Đâu có phải một mình tôi, bao nhiêu người ấy chứ. Không phải. Là nó vu vạ cho tôi, chứ tôi đâu có lang chạ. Thế là tôi mới đưa nó sang nhà thầy lang khám. Thầy lang lại bảo là tôi vô sinh. Thế là tôi vô can. Đúng rồi nhở. Này, cái con Hến ấy, cả làng cả tổng này ai mà chả biết là nó lăng loàn. Làm gì có ai được chính chiên như em mình nhở. Đấy. Nó ăn ốc ở đâu nó lại bắt tôi đổ vỏ. Em vu vạ cho tôi làm sao được. Đúng rồi. Vui quá mày nhở. Ôi trời. Thầy ơi. Con đói. Con đói à? Thầy đang vui. Thầy bảo mổ gà ăn mừng luôn. Mà thầy ơi, lúc mới con nghe thấy thầy bảo vô sinh là gì ấy thầy? Cái thằng này có thế mà cũng không hiểu. Vô sinh ý là không có con. Hả?
Vợ ơi. Vợ ơi. Dạ. Mình gọi em à? Này này này. Dạ. Nhà có khách à? Dạ đâu ạ? Rõ ràng tôi nghe tiếng đàn ông mà. À, thầy sang chơi. Thầy nào? Dạ là thầy. Thầy nào? À thầy em. À thầy bố cô gì? À vâng đúng rồi ạ. Là bố vợ tôi đúng không? Vâng ạ. Lại sang chơi à? Thì thầy bảo là nhớ con nhớ cháu. Nhớ con nhớ cháu? Hay là nhớ cơm nhớ cháo? Mình nói bé bé thôi. Thầy đang nằm ở gian trong cái kia. Sao phải nói bé? Ngủ từ đấy té xong tí nữa lại dậy đánh chén rồi lạ cái gì? Lần trước kia kìa. Sang cái là coi như đi luôn cái con chó của người ta. Mình cứ nói thế. Nhưng mà mình yên tâm. Lần này không có như thế đâu. Là như nào? Là lần này thầy bảo thầy không ăn thịt chó nữa. Gớm, có cái phần chó để mà ăn. À thì đúng chó đấy. Thịt gì đấy. Thầy bảo là chuyển sang ăn thịt gà. Là mình yên tâm. Em nhốt sẵn con gà mái ở trong bu rồi. Bây giờ em xuống em cắt tiết luôn. Đứng lại. Ô, mình làm sao đấy? Hả? Thịt con gà mái thì lấy cái gì để mà đẻ trứng nữa? Em hiểu rồi. Thế mình đợi em. Đấy. Đi đâu đấy? Ô, dạ. Đi đâu? Thì em đi cắt tiết con gà trống. Ui giời ơi. Cắt tiết con gà trống thì con gà mái lấy cái con gì để nó đạp hả? Nhỉ. Thôi chết rồi. Thế bây giờ phải làm thế nào hả mình? Thôi. Mụ cứ đi xuống bếp để tôi tính. À này. Dạ. Đi vào lấy cái cơi trầu ra đây. Nhanh. Vâng ạ. Dạ bố ạ. Bố lại sang chơi ạ. Nhà không có việc gì bố vẫn sang chơi ạ. Này. Dạ. Ơm anh đi đâu về mà trông phởn phơ quá nhỉ. À dạ vâng. Con mời uống nước ạ. Ôi dồi ôi, gươm chè ngon quá này. Dạ vâng. Nước này đến nước 3, nước 4 rồi mà sao mà thầy uống vẫn cứ ngon thế. Hôm nào nhá, mang cho thầy vài ấm nhá. Dạ vâng ạ. Thế thầy sang chơi hay có việc gì không ạ? À, có việc chứ như mọi khi. Tức là thầy nhớ con nhớ cháu đúng không ạ? Thì... thầy nhớ con nhớ cháu rồi thầy mới sang. Thế thầy thấy đỡ nhớ chưa ạ? Cái nỗi nhớ của thầy nó không có bờ có bến. Dạ. Anh chầm cho như sao thầy cho nhạt nhạt mồm nhạt miệng thế thế này này. Dạ. Thế sao vợ con nó bảo nó đi thịt gà sao lâu thế? À đấy con vừa bảo nó rồi. Gớm, nhà làm gì còn gà đâu. Có mỗi cái con gà nhiếp thì làm sao mà thịt được, ăn nó tanh mồm lắm. Anh bảo không có gà, tôi thấy nó gáy ở mầm. À đấy là đấy. Gà hàng xóm ạ. Gà hàng xóm ạ? Dạ vâng. Cho nó sang chơi thì thôi thì mình cứ bắt nhầm còn hơn. Ôi, bỏ sót. Chết thầy ớ, ai làm thế? Nó sao đâu, bắt nhầm được chứ sao? Dạ. Người ta phát hiện là mình là mang chả. Chả giấu gì thầy. Lần trước thầy sang chơi thì coi như là nhà có con chó. Thì con cũng thịt rồi. Đấy. Còn bây giờ là gà cũng chả có. Chả biết mời cái gì đãi thầy. Thịt chó thì thôi. Dạ. Thầy dạo này cũng kiêng không ăn thịt chó nữa. Dạ. Ăn nó nghiệp chướng lắm con ạ. Dạ. Nó cho loại nhạt mồm nhạt miệng quá thì. Con biết là thầy nhạt mồm nhạt miệng. Ô chứ anh hiểu ý tôi quá. Dạ. Chính vì vậy con đã chuẩn bị đấy. Đây ạ. Miếng trầu là đầu câu chuyện. Dạ, con mời thầy nhai miếng trầu cho nó đỡ nhạt mồm, nhạt miệng. Con điên đấy. Này. Dạ. Làm gì mà cứ như là khóc như cha chết mẹ chết thế? Dạ không phải mình ạ. Tại vì em hạnh phúc quá. Đã lâu lắm rồi. Bây giờ em mới được về nhà của mình. Ôi giời ơi, này. Cô khóc như thế này, cô cứ làm như là tôi đầy ải cô lắm, cô khổ sở lắm ấy nhỉ? Không. Cô thích đi. Tôi giả cô về bố mẹ cô đấy. Không không mình ơi, không.
ý của em ý là em nghe theo lời các cụ dặn là xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử, rồi phu tử... Thôi, cứ đang ngăn chứ, rồi còn hay chơi chứ, nói tí nữa là cắn vào lưỡi bây giờ. Nhanh vào hỏi thăm đi, còn về đi, chiều muộn rồi. Sao lại về? Mình phải ở lại ăn cơm với thầy U chứ. Nghe nói hôm nay thầy còn mổ lợn đấy. Thôi xin, gớm. Tôi mà ăn được cái móng lợn của thầy cô thì chắc là phúc tổ 70 đời. Cả làng cả tổng thì ai chả lạ gì thầy cô keo kiệt bổn xỉn như thế nào. Khiếp, thế thì mình không keo à? Này. Thằng này keo kiệt tiết kiệm là cho ai? Cho cô chứ cho ai nữa. Nhưng mà em có được đồng xu nào đâu. Lại cãi. Nhanh gọi thầy đi, về đi. Thế mình đợi em tí nhé. Thầy ơi. Ôi. Đây rồi. Con mời thầy ạ. Thầy ạ, con đỡ thầy. Dễ vàng, dễ ngọc của thầy đấy rồi. Con chào thầy ạ. Đúng thầy hẹn quá nhỉ. Dạ. Được, chỗ vía cũng khỏe. Dạ. Từ cái hôm ở bên nhà anh về. Ngồi đi. Dạ vàng. Uống nước chưa? Ôi trời ơi. Ôi đấy, để con. Coi như là con đi cả quãng đường đã uống được ngụm nào đâu. Này. Con mời thầy. Con này. Dạ. Mày vụng thế. Sang bên này rót nước cho chồng nó uống như này. Ôi thôi chết. Tại con quên, tại bên nhà chồng con keo lắm. Toàn uống nước ở trong vại thôi. Thầy ơi. Thế là u con đâu nhỉ thầy nhỉ? U con đang chuẩn bị ở dưới bếp. À thế ạ. Con kia. Dạ. Xuống xem u mày chuẩn bị đến đâu rồi. Vâng ạ. Đúng là nhạt mồm nhạt miệng quá thầy ạ. Con mời thầy. Nhạt mồm nhạt miệng lắm hả? Này, thì mời anh ăn miếng dầu. Miếng dầu là đầu câu chuyện. Ăn đi. Câu này nghe quen quá. Thôi được rồi, đang đói, làm miếng cho đỡ nhạt mồm. Ôi mà, thầy ơi. Hả? Cái miếng trầu này thầy lấy đâu ra đấy? Trông quen lắm hả? Dạ vâng. Ô thì đây. Cái miếng trầu hôm bên nhà anh ấy. Anh mời tôi ăn á. Tôi mới không ăn, tôi ngậm vào miệng. Hôm nay anh đến thì tôi mang ra tôi đĩa anh. Thế đây là hóa ra là cái miếng trầu từ cái hôm nọ đấy ạ. Ăn vẫn ngon mà con. Không sao đâu, thầy ngậm vào còn nhai lại càng ngon đấy mà có gì đâu. Con xin nghiêng mình kính cẩn con lạy thầy ạ. Thưa thầy. Hả? Cái cuộc đời này con cứ tưởng rằng con đã là cái thằng siêu tiết kiệm rồi. Nhưng gặp thầy con vẫn phải về nhì ạ. Thôi tôi nói đùa anh tí thôi. Cơm nước chuẩn bị đầy đủ kia à. Mang cơm nước lên đây con ơi. Đâu ạ? Đây thầy ơi. Ôi giời ơi. Đâu rồi em gái? Hay quá. Rồi có cả cơm ngon canh ngọt thế này ạ. Đầy đủ không thiếu gì quá. Con thầy hả? Con xin lỗi thầy. Có gì thầy bỏ quá cho con. Có gì đâu. Con không nghĩ được thầy chu đáo như thế này. Con cứ tưởng là thầy tiết kiệm. Nhân đây con cũng muốn thú thật với thầy một chuyện ạ. Chuyện gì? Cái miếng trầu này ạ. Là hôm nọ con cũng ngậm từ nhà hàng xóm rồi con mang về cho thầy đấy ạ. Bố lạy mày. Vậy thì tao cũng kính cẩn nghiêng mình trước vong linh của mày. Người tiếp theo. Dạ, con chào thầy ạ. Ôi. Mà con đến trước mà thầy. Khổ quá. Đến trước thì cứ ra đằng sau tí, đằng nào chả đến lượt. Tiếp theo. Dạ, con chào nào thầy. Đấy à? Lúc nãy thầy Tèo bắt mạch cho con rồi mà, bây giờ chỉ đến lấy thuốc thôi chứ. Thầy Tèo bắt mạch là việc của thầy Tèo nhá. Dạ. Còn thầy Tí bắt mạch là việc của thầy Tí nhá. Dạ. Hiểu rồi.
Này. Dạ. Xin ạ. Này, thầy dặn nhá. Dạ. Nhớ kỹ này. 3 thang thuốc bổ nhá. Dạ. Về 3 chén nước, sắc lấy 1 chén nước. Nhớ chưa? Dạ, dạ nhớ rồi. 3 tiếng uống 1 lần, mỗi lần uống 3 chén nhá. Dạ. Mà quan trọng nhất ý, là bảo thằng chồng mày nó dùng ít thôi, của một đống tiền. Vừa dùng vừa phá thì còn uống thuốc bổ còn dài. Dạ, ừ. Còn trốn chồng con rồi đấy thầy ạ. Mày trốn luôn đi. Con về đấy ạ, cảm ơn thầy. Này. Dạ. Cảm ơn Xuông à? À, quên. Gửi ạ. Dạ thầy. Ngu à? Ông này... Đạp tôi. Sao lại đá tôi? À, thế là nhầm. Biến. Thầy ơi, đến lượt con. Này, 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 con này nữa. Lượn nốt. Thầy ơi. Ồ, thì bảo lượn thì cứ lượn đi. Sao hôm nay số mình đen thế nhở? Cứ lượn đi tí rồi lượn lại nhá. Mày nghịch ông đấy à hả? Ông làm gì mày cũng nhại theo là thế nào? Này, hả? Mày biết ông là ai không? Biết tôi là ai không? Sao tao phải biết? Sao tôi phải biết? À, này, tao nhé, à. Có tí quan đấy. Tí quan? Ừ. Cái này, cái làm gì vậy? Ừ. Có biết đây là ai không? Mày thằng nào? Đây tí thầy nhé. Tí thầy à? À. À, thế mày là thầy thì mày không khám cho tao à? Ô. Này, muốn khám bệnh ấy thì phải xếp hàng nhá. Còn chen ngang ấy thì cứ từ từ. Từ từ à? Ừ. Mà cái bệnh này ấy, khó chữa đấy. Bệnh gì? Bệnh hống hách ấy. Bệnh hận hống. À, mày xỏ xiên ông đúng không? Mày xỏ xiên ông, mày có tin là tao đốt cả cái nhà mày không? Cái gì? Hả? Đốt nhà hả? Ừ. Ôi trời. Thế thì sợ quá. Sợ rồi đúng không? Ừ, này, lửa ở dưới cái kia, dưới bếp ấy. Ở ngoài cổng có con dao dựa đấy. Mày vừa chặt mày vừa đốt tao cái. Tao có quạt này, tao quạt cho nó cháy nỏ luôn. À thế mày khá nhưng mà mày khách ông à? Mày đây, mày giờ mày cái gì đấy? Cái gì đấy? Dạ dạ bạch thầy. Cái ạ? Gì mà tôi nghe thấy dao dựa dựa mà đốt sách cái gì? Dạ bạch thầy ạ. Cái thằng này nó lại dọa đốt nhà mình như thầy. Con thách nó luôn đấy. Bây giờ mày đốt luôn tao cái. Mày lại khách ông à? Mày đốt luôn đi. Rồi. Có nghe là con thách nó đốt nhà. Dạ vâng. Đúng. Tao thách mày luôn đấy. Đúng. Hai thằng dắt nhau về nhà con nhá. Dạ. Xong con thách nó đốt nhà con. Đúng rồi. Còn đây là nhà thầy. Khổ quá thầy, con ngu gì. Thế con rước nó về nhà con thách nó đốt thật thì sao? Nhà thầy thì con mới đố chứ gì. Mày đốt đi. Mày đốt này. Đi. Dạ. Đi ngay xuống bếp. Nhá. Cái rồi thua cái sao vàng lên rồi hạ thổ cho ông. Mày lại là mày thách nó đốt nhà ông hả? Mày thách nó đốt nhà ông hả? Thế tóm lại thằng nào là thầy đấy? Thằng này là thầy. À, thế à? Thế thì khám đi, nhanh lên. Con bệnh hả? Ừ. Ngồi. Khỏe mạnh thế này cũng có bệnh à? Ừ. Vỗ bàn mạnh như thế mà vẫn có bệnh à? Thế không có bệnh đấy, đây làm cái gì? Thế bệnh làm sao? Tự nhiên nhắc mới nhớ. Ừ. Đau bụng quá. Đau bụng. Đau quằn quại luôn từ hôm qua đến giờ. Thế là đau bụng chứ gì? Vén áo lên. Vén áo á? Vén áo lên. Đây. Con bệnh mà thầy nói không nghe thì chữa đến bao giờ cho khỏi. Thì đây. Vén bụng làm gì? Thì đau bụng mới chả vén bụng thì vén cái gì? Thì mình đau bụng mà mọi người cũng đều biết đau bụng thì vén bụng làm cái gì nữa? Thế là như nào? Vén lưng lên. Vén lưng à? Người ta phải tìm đến cái gốc của bệnh người ta mới trị được. Đây, ông khám đi. Xem nào, chỗ này có đau không? Đấy, buồn. Buồn. À, chỗ này buồn. Nghĩa là chỗ này là không đau mà là buồn. Chỗ này có đau. Cũng buồn. Để yên nào, đứng yên nào. Ai hụi rồi? Ai đau hả? Đau làm cái gì đấy? À, đau. À, thế thế là tìm cái ra gốc rồi. Nhưng mà này, cho tôi hỏi nguyên nhân. Nguyên nhân á? À. Ôi, tức là nó như thế này. À.
Thôi được rồi. Đây. Anh cầm cái gói này nhá. Cái gì đấy? Gói này là anh sắc vào buổi sáng. Ừ. Cái chỗ này là anh sắc vào buổi chiều. Ừ. À, cái gói buổi chiều thì sẽ uống vào buổi sáng. Mà gói buổi sáng thì uống vào buổi chiều. À. Còn đến tối thì chỗ nào còn thừa của hai gói thì uống nốt. Ừ. Hiểu chưa? Rồi. Đúng 3 ngày khỏi bệnh nhá. 3 ngày là khỏi bệnh à? Thôi được rồi. À, tí xong chưa nhỉ? À, con xong rồi thầy ơi. À, con lên làm nốt cho thầy nào. Này này. Khách xong rồi. Thằng này về sắc ra uống nhưng mà không khỏi là liệu hồn đấy nhá. À, được. Không biết là có ăn thua gì không đây này. À, xong rồi đấy, đến tí làm việc. Dạ. Thôi. Về. À, này này này, thằng đốt nhà ơi. Như này. U xuông à? Hả? U xuông là cái gì? Lấy thuốc mà xuông à? À. Giả tiền đấy chứ. Tiền á? Ơ. Chịu nhá. Cái gì? Khi nào khỏi bệnh thì giả. Chịu à? Ờ. Năm năm làm sao? Ô thầy, thế để cho nó chịu à? Kiến bò miệng chén, chạy đâu cho thoát. Kiến bò miệng chén. Ừ. Con hiểu rồi, con hiểu rồi. Hiểu chưa? Tức là như thế nào thế? Thế mày không hiểu gì à? Không. Tiêu hóa, mụn nhọt, thần kinh. Thôi thằng này. Tao không chơi trò này với mày nữa nhá. Mày vào nhà mày gọi ngay thầy lang mày ra đây. Cái gì? Gọi ngay thầy ra? Ừ. Sao mày gọi? Sao mày gọi á? Này, mày có tin là tao phóng hỏa cả cái nhà mày không? À, một phát là chúng mày lên được hết không? Cái gì? Hả? Phóng hỏa à? Ừ. Ôi trời ơi, tao lại sợ quá cơ. Ê, mày vào mày phóng của tao cái. À, mày lại thay ông đúng không? Ôi trời, lửa trên vách kia. Cái gì đấy? Dạ, thầy ạ. Lại thách nhau đốt nhà. Dạ vâng, nó lại muốn phóng hỏa nhà mình thầy ạ. Có bảo mày phóng luôn tao cái. Mày lại thách ông à? Hai thằng mày về nhà thằng tí mà thách nhá. Đây là nhà thầy. Thôi. Không vòng vo nữa. À. Lão ngồi thôi tôi bảo. Lão có lời chào quý bệnh. Ừ. Ta hỏi lão. À. Tại sao ta bị đau bụng? À. Mà lão lại kê cho ta cái đơn thuốc đau mắt là thế nào? Đấy mới là cách chữa trị kỳ tài của lang này nhá. Tài cái gì? Lần trước quý con bệnh nhà khai với tôi rằng nguyên nhân tại sao đau bụng nhỉ? Thì nguyên nhân ta bảo rồi là do ta nhìn nhầm, ta ăn nhầm cái thức ăn của lợn, cho nên là đau bụng. Chính xác. Và cái ngành y chúng tôi ấy, là chữa bệnh là phải triệt tận gốc. Triệt tận gốc là như thế nào? Thì đấy, khi mà sáng mắt ra rồi thì mình sẽ phân biệt được đâu là thức ăn của lợn, đâu là thức ăn của người. Mình không ăn lợn nữa, mà không ăn lợn nữa thì đau bụng làm sao được. Đã sáng mắt ra chưa? Được. Được. Quá được. Khá đấy. Quá khá nhé. Được rồi. Tí. Này. Làm việc đi con. Phóng hỏa ấy. Cái gì? Sáng mắt rồi thì... giả tiền chứ còn gì nữa. Đây à? Ừ. Từ từ. Ô. Ừ. Được rồi. Này. Ta nghe nói ở cái làng này, cái tổng này... bệnh gì lão cũng chữa được đúng không? Không dám. Làng tôi chỉ chữa được bách bệnh thôi. À, bách bệnh với nhiều bệnh cũng như nhau nhé. Được rồi. Ta đang có một căn bệnh như thế này. Dạ, xin quý con bệnh cứ nói ạ. Ừ. Nếu mà lão chữa được nhé, không những ta giả tiền, mà ta còn giả rất nhiều tiền. Không dám. Những người làm nghề y chúng tôi thường cứu nhân độ thế, coi nhẹ đồng tiền. Ừ. Đồng tiền chẳng đáng là bao nhiêu, nhưng chủ yếu là bao nhiêu tiền. Thôi được rồi, yên tâm nhé. Nếu chưa khỏi, sẽ có rất nhiều tiền. Mà ngược lại nhá, nếu mà không khỏi bệnh nhá, thì ta sẽ phóng hỏa hết cả cái nhà này. Ôi dồi ôi, này. Thôi, kia, tao mệt với mày quá rồi. Tao đang nói chuyện với thầy của mày, nhá. Đừng thách nhá. Đừng thách. Thì quý con bệnh, hiện đang mang cái bệnh gì trong người? Ta bị một căn bệnh. Ừ. Đó là kém thông minh. Hả?
lão hãy bốc cho ta một cái thang thuốc gì để khi mà ta uống vào ấy, ta thông minh hơn. Hả? Thuốc thông minh? Đúng rồi. Khó. Đấy. Thế mà mồm vừa bảo là chữa được bách bệnh. Sợ. Này người có tin là ta phóng hỏa hết cả cái nhà này không? Này. Thôi. Chữa được. Nhưng mà tốn kém lắm. Tốn kém à? Chẳng biết quý con bệnh có chịu được không? Này, tiền không thiếu nhá. Đây. quý con bệnh cầm hai thang thuốc này về hướng dẫn sử dụng. Này, phóng hỏa ấy. Cái gì? Nghe hướng dẫn này, nghe cho kỹ nhá. Làm sao? Một thang thuốc này, ba chén sắc lên một chén, 3 tiếng uống một lần, một lần uống 3 chén, 3 ngày sau quay lại đây nhá. Được rồi. Hơi khó nhớ đấy nhưng mà không sao. 3 ngày sau ta quay lại nhá. Mà ta chưa khỏi bệnh nhá. Thì sao? Người biết rồi đấy. Thôi. Bực tức với họ làm gì? Dạ. Hao tâm tổn tứ. Dạ. Kiến bò miệng chén. Dạ. Kiến bò miệng chén. Chạy đâu cho thoát? Chạy đâu cho thoát? Con có hiểu không? Dạ, thưa thầy là lần trước là con hiểu. Lần này con chưa hiểu. Chưa hiểu à? Dạ vâng. Chưa hiểu thì đưa cái túi tiền đây. Thằng thầy lang đâu? Ra đây. Lần này là ông phóng hỏa thật luôn nha. Ôi dồi mệt quá nhỉ. Sao thổi mãi một cái nhỉ? Này, rơm ẩm đấy. Mày thổi đến mai nó không cháy được đâu. Để tao quạt cho. Khói về bên kia ăn cơm với cá. Khói về bên này lấy đá đập đầu. Đấy, cháy cái này. Đấy. Mày dậy này. Hả? Mày để yên đấy. Sao? Mày yên tâm, lần này tao sẽ phóng hỏa, tao đốt thật. Ôi trời ơi. Ôi, tao thách mày luôn đấy. Đấy, có lửa đây, mày đốt luôn đấy. Thách, đấy. Cái gì lại thách đấy? À, dạ thầy. Ôi trời ơi, phóng hỏa đốt nhà mình thầy. Ôi trời. Ôi trời ơi, phóng hỏa bên này mà cháy nhà thì hàng xóm bình chân như vậy. Thôi. Xin có nhờ chào quý con bệnh. Con bệnh à? Ta thề với lão nhé. Ta thề là hôm nay ta sẽ phóng hỏa đốt nhà lão nhé. Ui, sao vậy? Sao à? Bởi vì lão có chữa khỏi bệnh cho tao đâu. Thế lần trước là quý con bệnh bảo bệnh gì nhỉ? Ok. Ta bảo là lão chữa cho tao bệnh để ta được thông minh ra. Thế mà tao uống thuốc xong tao vẫn ngu là thế nào? Có thông minh đâu. Thế là lão lừa ta còn gì nữa? Thế là quý con bệnh biết là bị thầy thuốc lừa? Sao lại không biết? Đấy. Thế là thông minh rồi đấy. Cái thằng Tuất nó chạy đi đâu ấy nhỉ? Tuất ơi! Tuất! Okay. Mày sao sủa như chó thế? Ông ấy thế mọi hôm mà ông chả bảo con là nếu mà gọi thì phải trả lời ông. Con đang trả lời ông ấy thôi. Mà mọi hôm con đón khách con vẫn trả lời như thế. Ông có việc gì ạ? Này, thế hôm nay khách người ta không đến lấy thuốc à? Thế bây giờ thuốc bốc cho khách mấy ngày hôm nay rồi? Hả? Trời thì nồm ẩm thế này, múc thuốc lên mà họ còn chả đến lấy. Cứ thế này thì đói nhăn răng ra thì ông con mình lấy cái gì đổ vào mồm. Trời ơi, ông nói đến khách mà con nói thật sự với ông là mấy hôm nay không hiểu làm sao mà cả làng cả tổng như mình chẳng thấy ai ốm đau gì cả. Vâng, cứ khỏe vâm vâm chạy lông nhông ở ngoài đường suốt thôi. Thế này ông con mình đúng là chết đói thật đấy ông ạ. Không có khách là tại cái mặt mày ấy. Sao ông lại bảo tại con? Ok, thì ông nuôi mày để mày chỉ có ra đầu ngõ. Mày mời chào, mày trèo kéo khách về đến đây. Thì ông mới bắt mạch, ông mới cắt thuốc được cho người ta thì mới có tiền mà ăn, con hiểu chưa? Nhưng mà người ta không có bệnh thì mình lôi kéo mồi chai kiểu gì? Tao là thầy lang, tao nhìn đâu mà chẳng ra bệnh. Thầy điêu, thầy nói cho con xem cái bệnh của con là bệnh gì. Thầy nói đi.
cái bệnh thứ nhất của mày ấy, là cái khí trong miệng của anh ấy là toàn khí hư, khó ngửi lắm. Thì cũng là tại thầy ấy. Tại mấy sao? Hôm nay thầy có cho con ăn đâu mà nó chả thế. Nó chả nói móc cái mồm ra còn gì nữa. Còn cái bệnh thứ hai, mới biết bệnh gì không? Bệnh gì? Là bệnh ngu. Đi ra ngoài kia, bất kể trai gái già trẻ, mời chào trèo kéo vào trong này. Mời hết cả vào. Mời hết vào đây đều có bệnh tất. Thì chiều nay mới có tiền, tối nay mới được ăn thì nó mới đỡ có cái khí hư ở miệng nó ra, con hiểu chưa? Được rồi. Mày có đi nhanh không? Mày có đi nhanh không? Mày đi hẳn ra cái chỗ cái nữa đi. Nữa. Được chưa? Già trẻ gái trai mời hết vào đây. Chà. Đầu tháng ra gặp ngay cái thằng thối mồm. Đi. Ba hồn chín vía lành thì ở vía độc thì đi này, vía lành thì ở. Thầy Lam! Thầy Lam ơi! Chưa kịp nóng đã có khách rồi. Mời quý con bệnh vào ạ. Làng đây. Có làng tôi. Ồ, đây. Làng gì trông giống thằng chán lợn. Thì quê nhà thì nhà nào cũng nuôi được đôi ba con. Này, nghe đồn là ông chữa được bách bệnh tiêu tán, vạn bệnh tiêu trừ đúng không? Mọi bệnh thì ông đều có thể khám và chữa được đúng không? Ôi, miệng lưỡi thiên hạ mà. Rồi người ta cũng đồn thổi nó cũng hơi ngoa, nhưng mà nó cũng chẳng sai. Lang tôi đây để chữa là chưa từ một bệnh nào. Thế thì xin cái tay của quý con bệnh nào. À, thế tốt. Là tay này. Khám. Mạch ấm lắm. Nhưng ca này cũng hơi tốn kém đấy. Thế thì quý con bệnh hiện nay là thấy triệu chứng nó như thế nào nhỉ? Nhiều triệu chứng lắm. À. Mình ơi. Các ví dụ nào? Em buồn nôn. Buồn nôn. Em thèm ăn của chua. Thèm ăn của chua. Nhiều lúc em ăn cả bức vách. À, cạo vách tường để ăn. Có lúc còn ăn cả cứt gà sáp. À, phân gà khô. Thế thì triệu chứng này là mãn nguyệt có thai. Mãn nguyệt có thai. Có thai đúng không? Dâu ria đầy mồm thế kia. Đàn ông sao lại có thai được? À. Hả? Tôi khám, đấy là triệu chứng của vợ tôi. Tôi khám thay vợ. Khám cho vợ thì mới mang vợ đến đây chứ. Lại mang vợ đến đây. Hả? Của một đống tiền hơ hớ mang đến đây để mà xí sớn à. Này, đừng có bán bổ nghề nghiệp nhá. Người ta lương y nó phải như từ mẫu. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Hiểu thế nào? Lương y như từ mẫu là cái gì? Ông giải thích cho tôi nào. Từ mẫu là không phải cái ông từ gác cái đền là làng này nhá, mà có hàng mẫu ruộng, hiểu chưa? Từ mẫu nó gọi là mẹ hiền. Người ta đã làm nghề thuốc nhá. Người ta là bậc cha mẹ của bệnh nhân đấy. Hiểu chưa? Cha mẹ của nhà lang đấy, hiểu chưa? Bố láo nào. Mang vợ đến đây ta khám cho. Thôi chả chơi nhá. Này, hỏi lang đã tài giỏi thế, có cái cách gì mà khám mà thịt không đụng thịt, da không đụng da, có khám được không? Đã bảo bách bệnh là phải tiêu tán. Bệnh nào cũng chữa được, kiểu gì cũng khám được mà. Có cách khám được hả? Có cách khám. Thế... nhưng mà hơi tốn tiền đấy. Tốn tiền à? Nhìn lại mặt cái thằng này đi. Đây không có gì ngoài tiền nhá. Mang vợ sang đây khám hả? Thế thì về mang vợ đến đây nhá. Khám cho nhá. Rồi à, mà này. Cái gì? Thế, từ nãy đến giờ là nhà lang tôi là ù suông à? Tôi với ông có đánh tổ tôm đâu mà ù suông. À, lại còn cái bệnh chậm hiểu nữa. Thế thì khám bệnh không à? Nhà lang uống nước lã thở khí trời để khám bệnh à? À, tôi hiểu rồi. Hiểu sao? Đòi tiền khám chứ gì. Bắt đầu hiểu ra rồi đấy. Vợ tôi đã khám đâu mà đòi tiền. Lấy tiền vợ. Chứ sao? Thế mang vợ sang nhau. Mang sang luôn.
Mình ơi, em ở đây Mình ơi. Ôi trời, ôi trời. Mình ơi, em đau quá, Mình ơi, em không chịu được nữa, Mình ơi. Ôi trời, này, tại sao lại đi ra đây làm gì? Mình lại còn hỏi em thế nữa. Em nhớ Mình, em mong Mình, em trông Mình, em ra, em đón Mình. Tôi về đây mà. Ôi trời, Mình ơi, em đau quá. Ngồi xuống đây, ngồi đây. Bụng em to thế này làm sao mà em ngồi được, Mình ơi? Đây, mình tựa tạm vào đây này. Ôi trời. Đây, cho em gác vào đây Mình. Ôi trời, được rồi. Ôi Mình ơi. Ôi, sao này? Con lại lớn nhanh thế chứ để con ngoan nhá. Ôi giời ơi. Chào bố mày. Đúng là nòi nào giống đấy. Nó cứ khỏe như Mình ý. Em thấy hình như là nó sắp ra rồi Mình ạ. Không còn lâu nó mới ra. Ra làm sao được, có mấy tháng. Ra làm sao được. Sinh có hạn mà tử bất kỳ mà này. Khổ lắm cơ. Đấy, cái ngày này anh trông chờ suốt thế. Ôi giời, con ơi, con ngoan nhé, con đừng hành hạ mẹ nhé. Giá mà bố có thể gánh được cái nỗi đau của mẹ giúp thì bố gánh ngay. Con ơi, ôi giời, con ơi, ngoan, con ngoan. Ôi giời ơi. Mình cứ đi làm xa, Mình có để ý gì đến em đâu. Em cứ còm cõi ở nhà một mình, sướng không ai biết, mà khổ thì chẳng ai hay. Bây giờ cứ mùng mang giả chửa một mình thế này á. Trời ơi. Ông ơi, tranh chỗ tôi để tôi vượt bò nào. Ôi chú ơi, chú thông cảm cho vợ anh đang đau đẻ, đau quá rồi chú ạ. Cho cô dựa nhờ đây tí. Ôi ơi. Đau thế à? Ôi, đau lắm. Đau thế thì phải đi khám thầy, nếu mà không khám dạ dày sẽ đau. Ôi trời, không phải là đau dạ dày, mà là đau dạ con. Ôi Mình ơi, em không chịu. Vợ đau như này, phải cho đi khám thầy đi. Nhưng mà biết khám ở đâu? Trong làng này, có một ông thầy cúng giỏi lắm. Cúng một cái, và ông khỏi đau luôn. Nhưng ông sẽ bị đau, ông có chịu đau thầy được không? Chịu được. Tốt, đi, bỏ. Mình ơi. Mình ơi. Có thầy rồi, vào gặp thầy nào. Mình sẽ hết đau. Ôi Mình ơi, em đau à. Ôi Mình ơi. Đi, bỏ. Ôi trời ơi Mình bỏ ơi. Bỏ nào. Quen mồm. Ôi trời, đau quá Mình ơi, đến chưa Mình ơi. Đây. Em không chịu được nữa. Chịu có cố gắng. Ôi em ngồi. Ôi trời, Mình ơi. Đến giờ thầy mà cứ kêu đau như này. Nhưng mà tôi đau thì tôi phải kêu chứ. Yên tâm, lát thầy cúng cho, bà sẽ hết đau. Cơn đau ấy sẽ chuyển sang chồng bà, đau hộ. Yên tâm. Thì gọi thầy ra đi. Đau quá không chịu được rồi. Ông kia, tiệt lễ đâu. Thành tâm như thầy cúng. Đặt giúp tôi đấy. Đặt lễ rồi. Mình chờ một tí nha. Mình ơi, em đau quá, em không chịu được Mình ơi. Quần tứ chi giao đạo nhược hà, căn cao số lặng đã có ta lo. Ông ôi trời. Con làm gì mà ông? Ông tao tông cho mày cái guốc vào mặt bây giờ nhá. Mày đi gì chăn trâu chăn bò gì mà giờ này mày mới về là thế nào? Con đi tìm khách cho ông đấy. Khách? Khách ở đâu ra? Mày mà nói điêu là ông gõ cho mày biêu đầu đấy. Con không nói điêu. Đây này. Cái thằng này. Mày ăn cắp ăn trộm của nhà ai hả? Không ăn trộm, của khách đấy. Khách chưa gì? Khách chữa đỡ đau đẻ. Đỡ đau đẻ? Đơn giản, ông sẽ chữa. Đơn giản, ông sẽ chữa, chuyển cái đau sang thằng chồng nó. Mày đưa tiền đây. Nhưng mà con không có đồng nào hả ông? Mày cứ đưa đây. Mày ăn của ông bao nhiêu ngày giờ con đòi tiền. Này, cầm cái này ra, chùm vào đầu nó, rồi ông ra ông làm phép nhá. Vâng. Con mời thầy à. Chịu khó mình nhá. Dạ, đau lắm thầy hả? Vâng. Thầy khấn cho một tí là hết đau thôi. Vâng. Thành tâm vào nhá. Dạ, vâng.
gian trần gian nước nhà là anh truyền dẫn đau đớn mau phát tiết ra truyền sang người bố đưa bé là anh truyền dẫn bao đau đớn mau phát tiết ra truyền sang cha đứa trẻ. Đấy, hết đau rồi đấy, ông đấy chưa? Lệnh truyền dẫn sang cha đứa trẻ. Đấy, hết đau rồi. Sao mình? Mình ơi, em đã đau rồi. Hết đau rồi à? Hết rồi. Ôi trời, phấn khởi quá. Mà sao tôi không thấy đau nhỉ? Thầy... Thầy... Em... Thầy sao thế ạ? Đau... Thế này là thế nào? Còn sao nữa? Cơn đau của mẹ đứa bé chuyển sang bố nó rồi. Hả? Nhân chi sơ tính bản thiện, miệng không ăn thì lăn ra chết. Mẹ không ăn thì lăn ra chết, gái không nết thì chết còn hơn. Nên chi sơ tính bản thiện, miệng không ăn thì lăn ra chết. Bố ớt ơi, dạ. Con có thấy cái bắp ông để cái dưới bếp này đâu không nhỉ? Có không biết. Ồ, thế nhà mình có trộm mà. Chi hồ. Tao vừa mới luộc mấy cái bắp mà tao vừa để dưới bếp xong đã là không tìm thấy rồi. Chi hồ giả dã, tốt gỗ hơn tốt nhất hơn. Cái mồm mày đang gặm cái gì đây? Hả? Ai cho mày ăn cái bắp ở dưới bếp của ông? Con đang ăn ngô của con hả? Ngô nào là ngô của mày? Ông luộc ông để dưới bếp, ai cho mày xuống bếp mày ăn của ông? Ngô ông để dưới bếp? Ừ. Con có ăn ở dưới bếp đâu? Con đang ngồi đây con ăn mà. Cha mày khéo, lý lẽ. Thế ngô ông để ở đâu? Thì tao luộc xong tao để ở bếp, để đi ăn cỗ về ông còn ăn. Con không lấy ở dưới bếp. Mà con thấy bắp ngô ai để ở cửa, con cầm từ cửa lên đây con ăn. Chứ có ăn ở trong bếp là ngô của ông đâu. Mà thôi, hả? Ông ơi, con biết là hôm nay ông phải đi ăn cỗ đúng không? Ừ. Thế thì ăn cỗ thì cần gì ăn ngô? Tao đi ăn cỗ tao uống rượu thôi. Thế còn cỗ thì bao nhiêu thì tao gói lá chuối tao mang về. Thì bà mới có cái ăn mà mày còn có cái xương mà gặm qua nạ. Con đang định dặn ông ấy, ông đi ăn cỗ nhớ cầm phần về cho con nhé. Mày làm cái gì thế này? Dạ con đang học bài. Học cái bài của ông dạy đấy. Cái này mày không học làm gì? Cái loại mày cứ khôn ra quá thì khó dạy bảo nhá. Đi tìm ngay trong cái gậy ở đây để ông đi ăn cỗ. Ông Mùi đúng không sang đây? Sao? Ông ấy mượn. Ừ. Cho mượn. Thế của mày đấy mà mày cho mượn. Thế sao mày không cho mượn cái gậy của mày ấy, mà mày lại cho mượn gậy của ông? Con tuổi này thì làm gì có gậy. Chỉ có ông có thì con mới cho mượn chứ. Tại sao phải cho nó mượn? Nó họ hàng gì với tao mà tao phải cho nó mượn? Ô, ông ấy không họ hàng với ông. Ừ. Nhưng mà ông ấy tính ra thì là có họ hàng với nhà con. Họ hàng thế nào? Tức là mẹ ông Mùi. Ừ. Đấy, là cháu dâu bên họ đằng xa nhà bên mẹ nhà con. Cháu... sao nữa? Rồi mẹ đằng con thì lại có cháu dâu bên họ nhà ngoại ra lại bên nhà ông Mùi. Ôi giời ơi, cái họ hàng nhà chúng mày lần 7 ngày không ra, hại não lắm. Đi ngay sang đấy đòi cái gậy về cho ông để ông đi ăn cỗ. Mày cho mượn là ông mất bữa cỗ rồi đấy. Ôi, ông đi ăn cỗ bằng mồm như đi ăn cỗ bằng gậy à? Thế tao hỏi mày nhá, đi qua nhà thằng Xỉu, hả? Với lại qua nhà thằng Mùi, hai cái đàn chó dữ như thế, ông không có cái gậy ông khua thế này thì liệu ông có qua được cửa nhà nó không? Để mày đi ăn cỗ được không? Ừ nhỉ, sao lúc con cho mượn gậy, con lại không nghĩ đến cái gậy nó có thể đuổi được con chó nhỉ? Gậy làm ông mất bữa cỗ cái thằng này dậy. Ê, thôi. Bây giờ từ dày dẻ đi nhá. Ông báo kiếp truyền đời cho mày biết nhá. Cái gì ở cái nhà này phải hỏi qua ông. Ông đồng ý thằng này mới được làm, rõ chưa? Dạ rõ. Không thì ông vụt cho thì không có cái roi nào ra ngoài. Dạ vâng. Nhớ chưa? Dạ. Ông ạ,
Dạ ông ạ. Hình như ông bảo mới đi cắt cỏ cá cơ mà. Dạ vâng. Thế tại sao mặt trời còn đứng con sào thế kia mày đã về đây hả? Chắc mày lại về mò ăn, phải không? À, không. Ông ơi, con xin hỏi ông một câu này thôi ạ. Ừ, mày nói. Có phải hôm trước ông dặn con cái gì ấy nhỉ? Hôm trước? Dạ vâng. Cái hôm mày ăn cái bắp ngô của ông đúng không? Dạ vâng. Ông dặn mày là từ hôm đó trở đi, bất cứ ở nhà này có chuyện gì phải hỏi ông. Dạ vâng. Ông ừ thì mới được làm, rõ chưa? Dạ vâng. Tức là bất cứ chuyện gì ở cái nhà này, con phải hỏi ông. Ông đồng ý thì con mới được làm, đúng không ạ? Đúng rồi. Ông ơi, thì bây giờ con muốn hỏi ông một chuyện có được không ạ? Chuyện gì cũng cứ thư thư đã. Mày cứ đi cắt cỏ cá đi. Ông đọc xong sách Thánh Hiền hỏi lúc nào chả được. Dạ vâng ạ. Thế mày cắt được cả gánh cỏ chưa? Dạ thưa ông, con cắt được nửa gánh rồi ạ. Thế thì cho mày hỏi một câu ra, cắt hết gánh cỏ rồi mang về cho ông. Hỏi gì thì hỏi đi. Dạ vâng. Con khát nước quá. Ông đợi con uống nốt bát nước đã. Ông ơi. Lúc sáng ông bảo con đi cắt cỏ. Thì con cắt được một nửa rổ cỏ rồi. Cái đấy tao biết rồi. Cứ nói đi nói lại mãi, hỏi về việc chính thì ra cắt cỏ. Dạ vâng. Thì lúc con đang cắt thì con thấy cậu nhà mình chạy theo cái bọn thả diều ấy ra bờ đê chơi. Con lại tiếp tục cắt. Một lúc sau con ngẩng lên, con không thấy cậu nhà mình đâu cả. Thế rồi sao nữa? Thế rồi con lại cứ nghĩ là cậu mãi đuổi theo con diều, nhưng mà nhìn quanh cũng chả thấy cậu đâu. Thế rồi sao nữa, nói nhanh đi. Thế con chạy lên trên đỉnh đê. Con nhìn xuống. Thì con thấy cậu nhà mình bị ngã trong sông. Hả? Ngã chưa? Ngã rồi, nước chảy xiết lắm. Ok. Thế rồi sao nữa? Thế con mới chạy về đây. À, hỏi ý kiến của ông. À, xem là con nên cứu cậu hay không. Ôi, tao dậy mày đến bây giờ chạy ra cứu cậu ngay. Cứu luôn à? Tại sao mày lại phải chạy về đây? Thì ông bảo là phải hỏi ông đồng ý thì con mới làm chứ. Ông ơi, cứu cậu ngay. Cứu.